ăn đúng rồi nè ha. Tiếp chân á là mình để chéo này nè, xong rồi cuốn lại phía này thì nó giữ giữ, nhưng mà cái phía này á là cuốn lỏng thôi, bị bóp chặt phía này máu ở từ dưới chân nó không lên được. Mục đích là mình chỉ cuốn cái bắp này nhiều, còn ai á mà bị bắp trên á cuốn bắp trên thôi, tức là phải hở cái đầu gối ra, hở đầu gối ra như cái mạch máu như thế này gọi là phình. Còn nó nhỏ nhỏ này á thì cái van của nó đóng lại này, cái van đóng lại này, cái van đóng lại này. Còn cái van này á là phình, cái van này là phình, cái van này là phình, phình. Vì thế mà cần phải siết nó nhiều, siết chặt nó nhiều. Chỗ này là phình thì siết nó nhiều. Còn nếu mà mình đi mua mà một cái đôi vớ mà bọc chân ở trước bệnh này á, nó tới 100 mấy triệu đồng ạ. Thì vớ là dày, nó dày nó ôm sát từ đây đến chịu nó thôi, nhưng mà nó chỉ ôm được có 5% thôi, thành ra vẫn còn hở. Thành ra vì thế mà cái vớ này á có quyền đi suốt ngày, đi đến suốt ngày, tức là nó chỉ đóng được một vài cái van thôi, như vậy vẫn không chữa bệnh được. Còn mình á siết chặt lại 20%, có thể siết vào mấy cái bắp này hở ra, siết chặt cái bắp này lại để cho cái này nhỏ lại, siết chặt cái bắp này cho nhỏ lại, siết chặt cái bắp cho nhỏ lại, thì khác với cái vụ đi vớ. Đi vớ nó siết có 5% thôi. Để làm gì đó. Cái những chỗ quan trọng nghe phải nghe làm chứ làm chi, không cần. Cái mục đích của mình học, bệnh nhân lên thì mình chữa cũng lên thôi, nhưng mà thấy cái chỗ này nhìn vào cái tinh van tĩnh mạch này, chỗ thì nó hẹp thì cái van nó đủ, chỗ nó phình ra thì cái van nó hở. Thế khi mình đi vớ là nó không bọc được hết, nó bọc nó 5% mà, thì cái phình này nó vẫn còn hở. Còn ngược lại bó cái này á là bó chặt vào 20% để đẩy cái này này nó sát vô, nhưng mà chỗ này á phải để hở, tức là để nhẹ nhẹ thôi. Thì khi đi á bắp trên này này, trong thiền á ép cái này vô, nó đẩy cái máu này dưới lên, đẩy máu dưới lên, đẩy máu dưới lên, đẩy máu, đẩy máu, đẩy máu, đẩy máu, cuối cùng nó đẩy máu trở về tim. Đó là lý do tại sao phải phải. Còn bấm cuốn chặt cái này thì ngay từ cái cổ chân này là máu không lên được rồi. Thế cái cuốn này nhẹ nhẹ đến dưới này cuốn nhẹ lên nhẹ, chỗ này. Bắt đầu đến đây là cái cuốn chặt này nó hở ra, đến đây mới kêu chặt xong đến đây lại cuốn nhẹ thôi. Còn nếu ta đau có đủ trên thì không có cuốn đầu gối, chỉ có từ đây lên tới đây thôi. Để bóc phần này lại. Đó là cách quấn. Nếu mà bị cả hai thì bóc hai phần trừ lại thế thì tại sao mà mình đi cái vớ mà mình mua mà ép ra thì cái vớ chỉ đi làm hàng ngày thì tức là nó chỉ ép có 5% thôi, thì chân mình cũng vẫn dễ thở. Còn mình ép chặt lại rồi mình viện sức mình đi để bấm máu lên á thì cái này nhỏ lại xong rồi phải lấy ra vớ ra ngay, chứ không mà nó nghẹt đâu đi không đi được. Thì khoảng bao lâu thầy, 10 phút hay là mình không vỡ ra là phải đi cầu thang. Lúc mà mở giờ mở băng ra là phải đi cầu thang. Không, quấn băng mới đi cầu thang. Thì để dùng cái sức đi cầu thang á, nó bị ấn con thịt này, thì mình đi cái sức mình đứng lên nó ấn con này, xong nó thả ra, ấn đi bao lại nó thả, nó có máu lên. Thấy chưa? Chỉ khi nào tập đi cầu thang mới được quấn cái này. Mà trường hợp nào mà phải đi cầu thang phải quấn cái này, cô này trả lời với dân trường hợp nào phải quấn cái này. Con hả? Hỏi bà em ơi. Bị không có nói chân cao huyết áp, nói cái số dạ. Nói cái số nào cao huyết áp chứ không đúng rồi đấy, học mà học không biết chưa, hôm nào phải quấn chân. Con chỉ biết bệnh án thôi thầy. Thì bệnh án là như thế nào mới quấn chân, ta phải nhìn cái này là thương. Như bây giờ mình là thầy khám bệnh này à, cái này đi quấn chân. Ủa thế tại sao ông thầy khám nhìn ông biết đi quấn chân thế, đã dạy rồi. Dạ con biết, theo con biết giả tỷ như cái huyết áp của một cái người mà từ 41 tuổi đến 59 tuổi đó là 120-130, thì cái chân á là phải từ 130-140, mà trên 140 là cái huyết áp chỗ cái chân nó cao thì mình cúng đó. Đó là một. Thứ hai, cái chân huyết áp nó vẫn là 140-150, nhưng mà có trường hợp vẫn phải quấn chân là phình tĩnh. Phình tĩnh mạch là số thứ mấy? Dạ. Phình tĩnh mạch là số thứ mấy? Thì đó đấy, nghe này. Thế bây giờ đấy,
cái này là 150 đúng rồi, 150 đúng rồi. Nhưng mà cái này á thì cũng 110. Rồi cái này 75. Thế thì phình tính mạch chân, phình tính mạch chân. Đâu nếu đỏ chân. Thôi căn cứ thế này. Và căn cứ thứ hai là bây giờ tự nhiên mày đo tay, mày phải biết lý luận mới được. Khi mày đo tay thì tay ví dụ như 103, cái này 105, cái này 75. Thì cái này là không phải là phình tĩnh mạch chân mà là phình tim. Phình tim ta hỏi bán tim, tim to. Nhưng mà người ta nói tôi còn đau chân nữa. À, muốn đau chân thì phải đo cái chân, mà không thì mở cái chân ra, thấy chân to mà và có cái máu xinh xanh á là tĩnh mạch gì, mà chân to thế này nè, hoặc là chân có nước này, chân phù này, giãn tĩnh mạch là mình thấy, mà mình không có thời giờ đo chân nữa thì cái này cũng phải là bó chân, thấy không? Còn lý do tại sao mà cái này phải bó chân, bởi vì trong tim nếu nó thiếu máu thì cái máu nằm dưới chân nó phải trả về tim thì áp huyết nó mới xuống, tại vì ở đây nó phải cao. Mà cái này xuống này, giống như 90 này, 80 này. Khi áp 180 này, 160-80 này, thì cái cao là vì đó không đủ máu ở dưới tim. Thế nó thiếu máu nó phải đập nhanh. Thì cái đập đập nhanh. Thì nếu mở chân người ta, người ta khá đau chân thì mở ra. Cái chân mà to mà có nước như này là cũng phải cuốn để trả máu về tim. Bởi vì máu giữ ở đây là ở dưới này máu tụ đây nó không lên tim được, nên tim thiếu máu nó mệt tim. Thế nha, lý do tại sao phải cuốn chân là như vậy. Rồi bây giờ cuốn chân rồi gì? Nhưng mà nếu cuốn chân mà cho đi cầu thang thì với điều kiện đường phải đủ. Bây giờ đường thiếu thì sao? Uống coca tăng huyết áp lên. Không thì uống coca hay là Pepsi nhưng chưa biết. Bây giờ chọn cái nào thì lại phải lệ thuộc vào áp huyết cao hay thấp. Áp huyết cao hay thấp? Áp huyết thấp mà thiếu đường thì cho coca. Áp huyết cao mà thiếu đường thì cho Pepsi. Học hoài cái đó vừa ghi vào không nhớ. Pepsi coca thì sao nó khác vậy? Coca nó nhiều chất đường hơn, Pepsi nó lợi. Hai cái đều có đường bằng nhau để mình đi thể thao không mệt. Thì đã nói rồi, áp huyết thấp thì uống coca. Thì hỏi làm sao vậy? Thì vì nó áp huyết thấp, uống coca. Áp huyết cao uống Pepsi. Thì Pepsi làm gì? Vì Pepsi làm hạ áp huyết. À, nó mới hiểu thôi. Đấy, thì nó giảm rồi. Thì phải nhớ. Ta phải nhớ. Thầy nói hai thứ, coca, Pepsi vậy rồi, có được. Nhưng mà vậy là trong cái vị Pepsi là có một vị là... Bây giờ nghe này nhá. Bây giờ nghe này. Tiêu chuẩn áp huyết là 120-130. Nha. Cái này thì 80, thì cái 70, cái thì mình đo như vậy đó. Nha. Nên nhưng mà đường. Cho đường 5.4. Thầy cho con hỏi 80 là cái gì à thầy? 70 là gì thầy? Con đó. Số đó biết có mấy số? 3 số. Số đó biết là 3 số nè. Dạ. Thì số thứ nhất lúc nào cũng về là khí lực. Cái này là máu. Cái này nhịp tim là đường. Máu là 80 là máu hay lượng máu hay thầy cho người? Lượng máu qua tim. Thì cái này gọi là tinh khí thần mà. Tinh khí thần. Tinh là do, cái máu này là do ăn uống. Máu này do ăn uống. Thế thì cái này, ủa thầy, tại sao hồi sáng máu là 80 mà sao bây giờ máu là 60, tại sao? Vì nó xuống. Tại sao nó xuống? Đường nó xuống này. Đâu, cái này đâu phải đường, cái này là máu mà đâu phải đường. Thầy hỏi tại sao nó xuống. Nhắc đi nhắc lại, hoài không nhớ, tại sao? Do ăn. Ăn cái gì? Thì ăn chất chua chứ, ăn chất lạnh. Đó là ăn chất chua làm hạ máu. Nhưng mà tự nhiên tại sao nó lại tự nhiên lại cao? Học nhiều trả thầy. Tại sao nó lại cao? Tại vì ăn chất bổ máu. Bổ máu. Là ăn chất bổ máu là gì? Chung bổ bầu huyết. Ăn cay. Phở. Ăn cay ăn ngọt. Cà phê nhiều. Thế thì con số này nó thay đổi mỗi ngày chứ sao nó là thầy sáng như thế này đâu có nó sáng được. Bây giờ phải nói ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao phải nói ngay bây giờ. Tại vì hồi sáng rồi bây giờ ăn rồi là chưa đỏ. Bây giờ ăn rồi thì tự nhiên là đỏ và tốt.
Như vậy mấy nói với để làm gì? Mấy nói với để đo. Trước khi ăn mình sẽ chọn món ăn nào? Nếu trước khi ăn á mà cái này cao thì hôm nay phải chọn món ăn cho nó thấp xuống, phải chọn rất chua. Mà hôm nay mình ăn mình mất máu thì trước khi ăn chọn món nào nó bổ máu. Cái khí thì sẽ tập, khí thấp vào cái thì nó khí thấp sao? Khí thấp thì sao? Do không khỏi vấn đề. Khí cao thì đi cầu thang. Nhưng mà cái này á là khó sửa, cái này là do ăn mà sao sửa đâu? Ép gối thở. Thế à, khí lực nghe này, khí lực rất dễ chữa. Khí lực rất dễ chữa. Anh muốn làm lên cũng được, muốn làm xuống cũng được. Nhưng mà cái ăn rồi thì mới ăn no rồi mà lỡ ăn no bụng rồi mà ăn những chất nó xuống máu rồi bây giờ phải ăn nữa được không? Bụng no sao ăn được? Mà bây giờ xuống máu rồi làm sao được bây giờ? Thiếu máu chứ đâu phải khí. Thiếu vitamin B12. Nhưng mà giải dụng cho mình ăn biết chưa? Tại sao mày đi ăn đồ chua ăn chê? Thế cái lối này cứ lòng vòng là để vì cho mình biết rằng là trước khi ăn mình đo để mình biết ăn cái gì. Chứ chả gì đi không xuống máu rồi uống vitamin B12 ăn chê. Để mình biết trước để mình phải ăn cái gì. Nếu cao quá mình ăn cái gì. Thế cái ăn mới là quan trọng. Vì thế mà trước khi ăn là phải đo. Để biết số này á là hôm nay mình cần ăn chua hay ăn ngọt ăn cay thì năm cái vị đó mặn ngọt chua cay đắng mình ăn cái gì, mình phải ăn mặn cho nên đáp hết, mình phải ăn cay cho nên đáp hết, ăn ngọt cho nên đáp hết, ăn chua thì mới đáp hết. Ăn cay bằng chua thì nó lại tụt âm phía. Thế bây giờ mình đang tụt rồi á, tự nhiên mình ăn xong nó mình xỉu, sau bữa ăn thì mệt quá rồi nó xỉu. Như vậy nó là bác sĩ của mình cho mình biết là hôm nay mình ăn cái gì. Vậy trước khi ăn tại xong hỏi bác sĩ, hỏi bác sĩ ra phải đo trước rồi đi đây. Rồi đứa thứ hai phải máy đo đường. Ủa trước khi ăn đường thấp quá thì bữa nào không quyền được ăn chè, còn mình không biết gì cả tự nhiên tôi ô chè ngon ăn đại đi ai về ăn xong rồi chè đường lên cao quá. Nhưng mà áp đường nó thấp thì sao mà không được ăn hay thầy? Đường thấp thì mà ăn được ăn chè cho nó lên. À, đường thấp phải được ăn chè. Thì ăn đường cao quá thì ăn được ăn. Thế bây giờ tự nhiên mình cao quá rồi mình thấy chè ngon mình đâu cho ăn nữa. Không có cái điều đó là để bảo vệ sức khỏe cho mình còn không bảo vệ nổi, không gì mình là chữa cho người ta. Mà có câu đó học hoài mấy ngày nay rồi mà không nhớ. Cái đó là bảo vệ sức khỏe cho mình, chứ không phải lo thằng chữa bệnh cho người ta mà mình còn sức khỏe ăn đúng. Mình bảo vệ cho mình mà cái là hôm nay trước khi ăn nè, đó hôm nay tôi được ăn thứ lên máu hay xuống máu nè, hôm nay tôi đã ăn thứ lên đường hay xuống đường nè, mình phải biết mình đấy chứ. Nhưng mà thầy có cái hồi xưa con hôm nay đường không, hôm nay không cao. Nhưng mà nói bây giờ dạ thì hôm nay con máu nó cao. À thế tức là hôm nay con ăn cái gì? Con ăn cái món đó là thứ nhất là có rau muống là chất xác bổ máu. Dạ con ăn rau muống. Rồi cái thứ hai nó cay. Dạ con ăn cái số cay. À ăn cay. Ăn cay trong đậu hũ đậu nành. Không cần đậu hũ nành, chỉ cần là đã dặn rồi, chỉ cần trong cái món nó đưa tay chống vào nước làm mà các nếm xem là nó thuộc vị nào. À, nó có nhiều năm ngũ vị thì cái vị nào mà làm cho nó lên thì là cay này, ngọt này, mặn này. Đấy. Còn tự nhiên á, để vắt chanh nhiều vô thì người ta cũng ăn giống như mình. Nhưng mà ủa sao tại sao nó xuống? Bởi vì mình vắt chanh nhiều quá. Nó có mè. Thế đó không? Bình thường nó có gì không cần biết. Nghe này, nó cần gì không cần biết. Nhúng tay vào hay là mình nếm mà muốn muỗng nước lèo đó. Cái gì nó nhiều nhất thì mình thấy cay nhiều nhất. Thì ngọt nhiều nhất thì nó thiên về tăng máu. Mà thấy là vắt chanh vô cho nó ngon thì nó chua nhiều nhất cho nó hạ máu. Chứ không phải là ủa sao hôm nay tôi cũng ăn giống vậy tại sao tôi khác. Thành tôi nói là trong cái này là người ta tính cái vị. Nhúng tay vào uống theo nào nó vị gì. À mặn nhiều rồi để nó biết cho một coi. Chứ không phải ngọt rồi lên đường cho một coi. Cay rồi để nó biết cho một coi. Cay là lên khí, cay là lên khí, ngọt thì lên đường, lên ngọt thì lên đường, thấy không? Mặn thì lên tăng sâm đó, còn chua thì mất khí, lạnh á là mất đường. Tại vì người nào lạnh là người thiếu đường, tự nhiên lạnh là tự nhiên đường xuống. Thầy mới có hỏi nếu mà mình đang đi làm thì tự nhiên toát mồ hôi rồi trong mặt say tấm mặt mày. Dặn hoài không nhớ à? Mới hoài quá. Thì hôm qua học rồi. Triệu chứng của thiếu đường là sốt mồ hôi, mệt,
chóng mặt, tay chân lạnh là lấy cục gạo ngậm liền cho một xíu. Cái này là học, là học cho vậy, mình. Vậy giờ bây giờ đi lấy kẹo ngậm đi. Là mình phải biết. Chứ còn mình đi học không phải để chứng minh cho người ta, không phải. Đầu tiên mình phải biết. Thì mình biết có kinh nghiệm mình trước cho người ta chứ mình còn không biết nữa. Tự nhiên thấy là chóng mặt, buồn ngủ, xoay sẩm, xuất mồ hôi, chứ tên lạnh là thiếu đường. Vậy thì chắc ăn là cục kẹo đó, nó vừa là kẹo mà vừa là gừng trong nó, thì là kẹo gừng. Thế là khỏi bị sức mồ hôi. Học rồi, gừng là liễm mồ hôi mà. Cái đó là thiếu đường, bây giờ bà nói không có gì, tức là bà không có đường, tức là bà không có sợ thiếu đường. Tức bà không có gì, bà đâu có mệt mỏi đâu, bà còn mệt mỏi phải bị tim nha, bà không mệt mỏi tim nữa. Bà không có gì thì bà cần hỏi anh tim. Bà mới ngày hôm không có hỏi. Cứ nhờ tôi mà hỏi, tôi không có gì, tôi có chữa không? Anh đây bạn có chữa không? Hỏi, anh chữa không? Không chữa không rồi, bạn biết không chữa chứ? Hỏi đâu biết chết rồi còn hỏi, còn hỏi đâu biết chờ hỏi được. Nhưng mà có câu hỏi cho vui. Chữa vui đó, cho đau buồn. Thầy cứ nhớ là khi mình bảo học cái này để bảo vệ mình. Tại sao hôm nay mình chóng mặt, tại sao mới hình mệt, hôm nay tại sao mình buồn ngủ, tại sao mình xuất mồ hôi, thiếu đường, lấy cục kẹo, kẹo gừng ra mà tự nhiên hết mệt, hết là mồ hôi. Còn ủa tại sao mà xong bữa nay sao mình đo huyết nó tụt quá hả? Thì tại vì hôm nay mình vừa ăn xong, hay có mình nhớ là cần đo áp huyết trước khi ăn, để biết nó thiếu thì ăn cái gì, nó cao ăn cái gì, thì cũng chỉ là cái mặn ngọt chua cay đắng thôi. Còn nó nấu cái gì kệ nó, không ai biết. Không biết bún bò có lên hay xuống, đừng có hỏi. Không biết bún có lên hay xuống, không đừng có hỏi. Cứ lấy nước nào, bỏ miệng coi. À, nó mặn, cái này có chừng lấy ra huyết ạ. À, nó ngọt, có chừng lấy ra huyết ạ. Nó cay, có chừng lấy ra huyết ạ. À, nó chua, có chừng tuổi ra huyết ạ. Nó lạnh, ăn đồ hàng, có chừng tuổi ra huyết ạ. Có con số, không, học. Tại vì chưa có vào, chắc về nhà phải... Vào gì? Muốn thực tập mỗi ngày đây là mình bắt là có máu thôi, xong rồi đi xuống nhà ăn rồi mình ăn lên mình đo lại, thế tức là mình ăn sai mới để, chứ còn vào không vào gì, ngày nào cơm chả vào người mà không vào. Tại vì con hỏi nếu mà mình tư mình ăn cơm xong tự nhiên người nó thấy mệt mỏi rồi ngủ không ngon rồi thiếu đường. Không, trả lời sai rồi. Em chưa hỏi sai. Không, sai rồi. Chưa hỏi xong chờ. Không, có hỏi xong cũng là sai rồi. Dạ, để nghe này, để nghe này. Khi ăn mà mệt đi ngủ, tức là bao tử không làm việc thì phải ăn đồ lại. Vậy là bộ thì bao thế là nó bảo mày đi ngủ cho tao làm việc chứ, mày còn thức thì tao đâu có đủ sức. Ví dụ một con một lít xăng thôi, một là cho tao xe, thế là một là xe tao chạy hay là xe mày chạy, xe tao chạy là tao làm việc thì phải đi ngủ. Tức là vừa ăn mà mệt là bao tử không làm việc, nó bắt mình phải ngủ, nằm yên. Ừ, ta làm việc không được ngon rồi, cứ đi nữa như là không có ngon rồi, mơ màng màng như kiểu như là bị cái gì ấy. Thì đã bảo là áp huyết thấp thì mơ mơ màng màng, nghe nè, nếu mình ngủ mà đầu mình có thiếu máu trong cái rần ba mình ngủ đâu không, tức là à, không ngủ. Còn máu nó cao quá, nó đứng nó nhảy nó muốn nó hát nó cao, hát ô karaoke trong đầu này mình ngủ đâu không, tức là karaoke, tức là nó áp huyết cao nó nhảy. Còn kia nó kêu ơi ơi tao thiếu máu quá mày ơi, tức là nó tháo nó khóc, tức là thiếu máu là nó cũng không ngủ được, mà dư máu không ngủ được. Vậy thì tại sao mà không chịu qua cái này? À, tối trước khi ngủ chết rồi, áp huyết thấp rồi, máu thấp rồi, thì nó vẫn đang ngủ không được. Vậy muốn ngủ thì phải bổ máu, bổ khí. Vậy muốn ngủ thì bổ cái gì? Đi ngủ đó bổ cái gì? Bổ máu bổ khí là chỉ có gừng, rồi cái gì nữa, táo đỏ. Thế gọi chờ táo đỏ, gừng. Uống xong á là lên. Nhưng mà cái người khác vẫn ngủ á, mình cho cái này họ lại không ngủ được. Tại sao? Tại sao? Vì mình thiếu áp huyết, mình uống á, trà gừng mật ong hay là trà táo đỏ mật ong thì nó làm tăng áp huyết mình ngủ được. Thầy, mình cho ai dè bà kia đang áp huyết cao ai ngủ không được. Táo mật ong là gì? Trà táo đỏ mật ong, trà gừng mật ong. Thầy cho con hỏi, trà táo đỏ mật ong bây giờ á mình uống cho một tí nhãn nhục vô được không thầy? Được, tức là mình muốn tăng áp huyết đó. Nhưng giờ bà kia bảo tôi ngủ được, bà uống trà táo đỏ mật ong coi.
là mình không biết báo huyết quản bao nhiêu rồi thôi, mình chỉ hóa báo huyết quản quá cao rồi. Bây giờ vô tình mình đưa cái món này vào, nó tăng theo huyết quản còn không ngủ được. Hoặc là mình ăn sầu riêng cũng được không thầy? Sầu riêng. Sầu riêng. Chả táo đỏ còn không? Tại vì sầu riêng nó chỉ có linh khí mà không linh máu. Táo đỏ linh máu. Thật ra cái người mất ngủ á là phải đo huyết cao hay thấp. Nếu cao thì lại phải uống trà tim sen, nó mát, nó hạ huyết. Uống atiso nó hạ huyết. Mà mình uống thuốc atiso là mình tiêu. Hãy nhớ là ngủ nó hai trường hợp, áp huyết cao thì phải làm cho thấp, áp huyết thấp phải làm cho cao nó ngủ được. Những cái đơn giản như phải học thực kỹ đi. Vì vậy thì mình phải học cái này nè, để mình điều chỉnh sức khỏe cho mình mỗi ngày. Thấy thấy cái máy đo huyết, máy đo đường rất quan trọng với mình. Và là không biết ai bảo gì mình cũng làm theo. Người kia bảo ăn trà táo đỏ tốt lắm, ăn thì tự nhiên nó ngủ được. Tự nhiên ơi mày ơi, tao ăn chè hạt sen là nó ngủ được, ăn chè hạt sen nó xỉu luôn, tại vì nó thấp quá. Thầy nói vậy là mua cái máy để con già cho nó. Đó là bác sĩ của mình, bác sĩ đo mỗi ngày của mình. Biết con mình bệnh là lý do gì, mình bị lý do gì, cha mẹ mình bị lý do gì, bà con họ hàng mình á biết lý do gì, ăn đúng ăn sai. Như vậy có vẻ hay hơn là mình đi đoán mò không? Thầy cho con hỏi, ngày xưa người ta đâu có cái máy đo huyết áp đâu, người ta chỉ dùng cái tay. Nhưng bây giờ mình không phải là người ta, mình không phải là thầy thuốc, làm sao tự mình kiếm mình được không? Thì chỉ bằng người ta có máy sẵn thì chỉ có mua mấy triệu đồng có máy thôi, chứ mình đâu phải người ta, người ta bao nhiêu năm người ta đâu có này. Có máy thì mình dùng máy. Có nghĩa là cái máy này thay cho người ta, người ta là thầy thuốc bao 400 năm kinh nghiệm, mình không có kinh nghiệm nào hết, có máy làm mà. Như vậy hôm nay quý vị học là học cách dinh dưỡng để tự cứu mình chứ mà không phải giữ cho người ta. Rồi bây giờ đó là bây giờ mình giữ cho người ta là mình phải hiểu mình trước đó nè. Mình áp dụng mình đúng đó nè thì mình mới quả quyết, mình bỏ người ta chứ mình được chứ, mình bỏ quyết bỏ ta ăn cái gì được chứ. Còn mình cũng là mình mất ngủ, mình ăn trà táo đỏ, chè táo đỏ mà đau. Rồi mình thấy ta mất ngủ mình không máy. Thôi bà về ăn chè táo đỏ mà ăn, tôi ngủ được, tôi ăn ngủ được ngon lắm, nó ăn xong rồi nó không ngủ được mà nó đền sao? Tại vì nó áp huyết thấp, mình áp huyết thấp, nó lên cao mình áp huyết thấp thì hai cái chán được nhau rồi. Như vậy đã hiểu chưa, là mình làm cho mình xong, rồi tự nhiên hôm đó mình đi ăn tiệc thì tự nhiên áp huyết cao. Mình là vừa vui nè, nghe không? Nghe không? Ăn nhiều nè, nghe không? Áp huyết cao thì mình lại phải đổi lại. Khi về nhà phải làm cho thấp lại. Như vậy là chính qua kinh nghiệm của mình đã biết là cái chất này là nó hóa thì nó hạ, nó nóng nó cao thì nó cao huyết. Thì kinh nghiệm của mình khi mình mới hỏi chị mất ngủ không? Chị mất ngủ không? Thôi bây giờ tôi đoán với cho chị nè, để tôi quyết định là chị sẽ uống cái nào, trà táo đỏ đúng hay là trà sen hay là trà hay là chè sen đúng như vậy. Mình phải chữa bệnh cho mình, có kinh nghiệm cho người ta. Bắt buộc là phải có hai máy trong nhà. Bắt buộc phải có hai máy trong nhà. Còn gì thắc mắc nữa không? Tại sao phải có hai cái máy trong nhà? Một máy đo cái gì? Huyết áp, một máy đo máu đường. Hai cái bộ đó đi cầm một lớp, vừa đo huyết vừa đo đường. Thì đấy, áp huyết là để đo xong máu có đủ không? Cái đó nghĩ là thầy có đo đường á, là xem đường hôm nay ăn có đủ chưa. Đường ăn đủ á 6-8 mình ngủ được. Đường ăn mà cao quá mình cũng ngủ không được. Mà thiếu đường á thì nhức mỏi. Nhớ là một câu này, thiếu đường nuôi thần kinh thì tất cả là đau nhức xảy ra hết. 6-8 là đường đủ thầy. Đường đủ. Đường. Đó là gì, gọi là gì thầy? 8 ml hay là 8 ml? 8 ml thì tất cả. Nó nóng đồ bóng gì nữa. 68 mmol là cái đơn vị của nó, mol trên 1 lít. Còn ngược lại là 100 đến 140 mg trên decilit. Đó, số nào được 6-8 máy mà cho mol, 6-8 mol hay là non này? Mini mol.
M-M-Mon, Mimon trên trên lít có cái 100 đến 140 mg trên decilit. Sáu đến tám ở đây là lượng đường trong máu là tốt. Hay con hỏi ý kiến, con có bao nhiêu đường mà phải 5 phút chưa tới 5 phút con ấy cao rồi con biết cao nữa. Đường nào bao nhiêu? Đấy, thì mới rồi, 8-2 là tốt đâu có tiểu đường đâu. Đây, ngay nhắc lại nè, cái này là bụng đói, cái này no là từ 8 đến 12. Không cái là tốt rồi, 8 đến 2 tức là tốt rồi, nhưng mà ơi, cái này chờ rồi, không phải tốt rồi đó, tốt rồi xong rồi. Thầy ơi, con không hiểu cái nói á, ở dưới 100 140 cái gì gam để chỉ là cái gì thầy? Cái máy nó cho ra con số nào? Có loại máy nó cho bằng con số tính bằng miligam, có loại máy nó cho con số tính bằng milimol. Hai con số khác nhau, hai cái loại khác nhau, hai là khác nhau, nhưng mà nó cũng là trong những con số quy định nằm ở hai cái lớp nhau, nằm ở trong số đó hết. Thế thầy nhân có người nói sáu, người nói sáu thì ở đây sáu thì có thì con máy cho 100, có người nói 8 rồi thì máy cho là 140, hai cái loại máy khác nhau. Đó là cái bên trên thì nó lắp vào từ 6 đến 8 mà đói. Nó là 8 đến 12. Đo máy là đo máu khác dung lượng. Đo máu khác đơn vị dung lượng. Cũng không cần phải để ý cái đó. Đói mà máy mà ra 6 đến 8 là đúng. Hoặc là máy cho từ 100 đến 140 là đúng. Chứ còn kẻ nó dung lượng như kẻ đó. Nó số gì kẻ đó. Bộ sao thấy sao máy của tôi lại là 100. Thì như vậy là 100 đến 140 thì giống như là bằng 6 đến 8. Chứ từ không có máy dung lượng như máy của nó cực cực khác thì sao? Như vậy là sau khi ăn ta có quyền mấy? Từ 8 đến 12. Thì sau khi ăn ông này là 8.2. Như vậy là tốt. Như vậy không phải bị tiểu đường. Sau khi ăn, trước khi ăn không, sau khi ăn hôm qua, hôm kia con là... Thì anh ăn chưa? Dạ, mới ăn không hả? Mới ăn rồi gì? Dạ. Rồi bây giờ này, nếu trường hợp của ông này mà số dưới đó, mà cao, số dưới cao, mà áp huyết cao, thì phải bó chân, đi cầu thang. Vì đường không có cao, nhưng mà cao này vẫn an toàn, nhưng mà không được uống đường, không được uống cốc, không được Pepsi. Đi để cho ông xuống thành 6. Đó. Đó, bây giờ này, nhân tiện tôi biểu dẫn nè. Bây giờ đây, ông lên đây. Tại sao vậy? Cái nhịp tim của ông á. Nghe nha, nghe này nghe này. Cái này lúc nào cũng phải nhớ. Để mà tự điều chỉnh cho mình nè, bây giờ áp cho bóng nè. 131 trên 90 trên 62. Cái hai tay này tay trái, tay này phải, tay phải là 141-91, rồi 62, đường 8.2, cái này mà giữ cái gì, cái này là mới lên có 2 phân rồi mà giữ gì, tại vì đói là từ 6 đến 8 mà. Thì mới nhất là có chút xíu mà người ta được quyền tới 12 mà giữ vậy. Còn thiếu 1 nữa. À biết con thấy con có 5 mà phải 2. 5 này là thiếu đường. Thiếu rồi. Thiếu đường nhưng mà dư đường trong mỡ. Thì chỉ biết đi tập cái mỡ chảy ra đường lên cao. Bây giờ nghe
Chưa hôm nay xử lý làm sao? Dù bao nhiêu thì bao nhiêu, người mà cao nhất không được vượt quá 140 thì như vậy là ông áp huyết cao. Áp huyết cao bên tay nào? Là tay phải là cái gì? Như vậy là gan cứng, gan trai, gan đầy, gan to. Tại vì ông chỉ được quyền 120, 130. Mà sau khi ăn gan này lên hay xuống? Sau khi ăn thì gan xuống. Thì xuống thì nó cũng chỉ được quyền 120 tới 140 rồi. Thế là gan ông có bị bệnh gan. Bây giờ muốn cho hạ gan xuống thì đương nhiên hạ xoa thì phải hạ đường. Mà nếu ông hạ đường nữa mà ông mà đường thấp thì ông đi không được, ông xỉu. Nhưng mà cái đường này á là nó có xuống. Còn 6 thì còn tốt. Thấy không? Thì em vẫn đi cầu thang được. Nhưng mà nhớ là bó chân là bó thế này này. Dặn rồi, bó chân là cái tĩnh mạch này. Khi mình đi cầu thang á, nó trả cái máu này về tim. Thì tim nó đủ máu á, thì số này á nó sẽ nhỏ lại. Bây giờ tôi cột chân ông này. Cách cột nè, nằm xuống. Cái còn nhá. Ôi dồi ôi, cho con tập với thầy ơi. Nè tập nè. Chị, lên mỗi người mình. Không, cái sức ôi thôi, cái sức của một tay của một người thì cho đều. Vậy nha thầy. Đầu tiên á, là phải để chéo cái này nè. Đó, để mình khi mà vòng cái này nè. Để có chỗ mà chặn cái dây nó không xúc ra. Nhưng mà cái dưới này nè, không được siết chặt. Bắt đầu tiêu bắp á. Rồi từ từ mới siết vô. Rồi từ từ mới siết cái bắp này, bể bắp này to bắp này. Từ từ mới siết vô. Siết để siết thật nhiều vô. Cái bắp là siết chặt, còn cái này siết. Nhưng mà tới gần là siết bắp chặt vô. Nhưng mà đến đây thì lại vừa. Rồi quay lại dư lại siết chặt vô. Quay lại dư siết chặt ra để nó còn phình nè. Siết chặt vô. Nhưng tới đây bắp hơi lỏng lỏng nè. Nhưng mình chỉ cần á là cần ở trên này thôi, thì lại đi vòng lên trên lại nè. Siết chặt nè. Siết chặt này, rồi tới đây nè, cắm này gì? Nè, bỏ tay vào đây nè, nó lấy này đi ra. Thế là không cần phải cái đầu băng. Như vậy là mình muốn cho gì? Siết cái chỗ này nè, siết cái chỗ phình này nè, phình nè. Cho nó cân đối lại. Rồi, bây giờ nó còn cái chân này. Đó, cái này á là phải để chéo này nè. Để nó giữ, và nó giữ. Chấp cho xấu xứ để lỏng lỏng này. Không biết nào được, lỏng lỏng được. Bắt đầu tới đây nè, siết vô nè. Cho bánh cũng bị một chân nhưng mà cũng phải bó luôn bên này cho đều. Bó được hai chân. Bó luôn hai chân. Không có một chân, bó một chân lát, một chân nhỏ, chân to. Đi không có đều. Rồi bây giờ xuống cái nền cầu thang đó, mà muốn hạ khí đó thì mỗi bước chân đó là phải đến này phải nói lớn lên, cầu thang đi lên này. Amen, alleluia. Vừa đi xong một cái cửa đang liền, tại vì nó bó chân lại mà đứng một chỗ là nó tụ máu lại, nó không mở mới ra, nó mở là nhờ mình ép chân nó mới đẩy máu lên, còn mình đứng không á, không ép,
thì tất cả nó cứng ngắc, nó không lên được, máu không lên được, vì gõ lên. Không, rồi bây giờ mình xem mà người ta bệnh gì đấy. Hoàng Lai ta ăn xong chưa? Trước khi ăn hay sau khi ăn? Cái này là sau khi ăn. Sau khi ăn thì bệnh gì? Gan với bào tử nó bằng nhau này. Cái này là máu thôi. Ăn mà có chất đủ máu thôi. Thế nhưng mà cái này nè là nó bệnh gì? Nhìn vào đây biết là bệnh gì? Gan. Tại sao? Tại vì cao 141 nó cao. Cũng không phải vậy. Nó phải thấp hơn cái bao tử. Đấy, chứ này nó đúng này, thì mấy cái đó mà chống cái gan sau gan phải thấp hơn, mà bây giờ nó cao hơn. Như vậy là gan không làm việc. Đó là mình định như vậy chứ đâu phải. Tức là sau khi ăn gan phải thấp hơn, mà bao tử cao hơn. Nếu nó thấp hơn thì bao nhiêu mới đúng? 10. Thấp hơn 10. Thì đó phải bao nhiêu? 121. Đó đúng rồi, 121 thôi, 121. Như vậy là gan này quá to rồi, đối với nó là quá to rồi, nó bị gan rồi. Như vậy nó sẽ đau, cứng cái gan. Cứng cái gan. Nếu cái gan nó cứng cái này mà số thứ hai mà lớn hơn nữa thì bắt đầu là máu ứ trong gan, thì bắt đầu đi thử máu thì có viêm gan ABC nằm trong đó. Thế bây giờ với tuổi con nó là bao nhiêu? Từ 70 đến 80 nó lại cao, tức là máu ứ trong gan. Nó có 80 thôi. Mà bây giờ ông này là bên này dư 11, bên đây dư 10, tức là hôm nay ăn quá nhiều chất mà dư máu. Mà dư máu rồi nhưng mà chất nó hàn hay là hai hàn hay nhiệt? Đó là hàn. Ăn nhiều tức là ăn nhiều chè. Ăn nhiều chè mà có dừa. Vì dừa là hàn nên hay là nhiệt. Như vậy cái nhiệt tiết nó lại lạnh. Mà dừa là chất béo. Dừa chất béo thì nó mới bị cái này. Thế cơ, mình nhìn cái này biết người ta ăn cái gì. Mình biết là người ta ăn xài. Vì thế chỉ cần cái bảng mà biết ngay là người ta bệnh gì và người ta ăn cái gì. Thì cái này chỉ nói về hàn hay nhiệt thì rõ ràng là hàn. Cái này rõ ràng là dư máu, dư mỡ, dư đường, à dư máu, dư mỡ nằm trong này. Cái này là hàn. Cái này gan nó chỉ nằm ở trong 120 tới 130 thì 130 là khi bụng đói, 120 khi bụng no, mà no rồi lên 140 là can khí phình ra rồi thì tức bụng cũng tức bụng rồi. Bên đây tức rồi, mà tức thì bắt đầu quay lại thấy đau sườn, quay lại đau sườn. Thì triệu chứng đau sườn là sắp sửa là bị máu nhồi cơ tim nếu mà cái số này cao hơn. Tất cả nhìn ở máy đó biết, để biết con số, để biết bệnh rồi. Học hoài không nhớ. Học hoài dạ, thầy nhé. À bây giờ, ông để đây, chờ ông đi lên. Bây giờ giải quyết việc này. Bây giờ nhé, cái bệnh này là bệnh gì? Nhìn các bạn nhìn số đó biết bệnh người ta bệnh gì và phải khuyên người ta ăn gì nhé. Bây giờ là khảo bài mà. Sau khi ăn 104 tay trái, 69, 78 tay phải, 105, 65, 77, đường 6.2, đó sau khi ăn đó. Tuổi 39, tuổi 39 là tiêu chuẩn đó, từ 101 đến 102, tiêu chuẩn là 101 đến 102, 60, 65. Thank you.
101 đến 102. Cái bệnh này bệnh gì thiếu gì? Thiếu khí. Máu thì đủ rồi, tạm đủ. Máu trong gan đủ. Nhưng mà máu bữa nay ăn là dư máu. Tức là ăn hôm nay có chất mà nó lên máu, nhưng mà không lên khí. Máu không lên khí. Nhịp tim 65 là tối đa, mà bia 77-78 là nhịp tim nhanh. Đường á là ăn thiếu, sau khi ăn phải là 8, mà tại sao không có 6 rồi? Như vậy cái bệnh này bệnh gì? Thiếu khí. Muốn tăng khí tập bài nào? Dương hoa cũng vật. Mà dương hoa cũng vật thì áp huyết thì máu thì được hạ không? Đúng có hạ không? Bây giờ phải uống cái gì? Pepsi Cola. Tại sao mà Coca? Huyết áp thôi, thì phải uống Coca cho huyết áp lên. Đấy, bài rồi. Vậy bây giờ bà này là phải đi uống nè, mà là bà nào? Chị Hồng Cô. Bà nào? Cô. Không rồi, đi đi. Đi uống đi, tập đi. Uống Coca đấy. Coca, đấy nha, phải hỏi ngay cô mới phải chứ, đi hỏi người ta, nếu cô không biết. Rồi bây giờ này, đem một cái... ông này đi ra thử máu với thử áp huyết lại nè. Đây này, khi ông đi á thì chân hò hồi nãy ông lại bên chân nó nóng này nè, nó chảy mồ hôi này, đó là thành công. Cái này mình đi bộ mình thường mình bó được không thầy? Không, chỉ đi cầu thang nó bó cho đi bộ á, là nó siết cái chân vào là tê chân ngay. Đang đi cầu thang là để mượn cái sức mà mình ép lên cầu thang đó, nó ép nó bóp lại, nó mới đẩy máu đi, nó mới nóng chứ. Rồi bây giờ đi ra đo đường, còn đi máy đo cái này, nóng đây, đo nó trong này. Rồi bây giờ tao sẽ bấm tức con tức chóng để cho nó. Thầy uống rồi bây giờ làm gì nữa thầy? Uống rồi dương hoa cũng vật, chỉ cho bà này dương hoa cũng vật đi. Nóng à? Đây nào cũng được. Không được siết chặt. Không được siết chặt. Thank you.
thứ hai nó có kết quả, bởi vì số dưới nó không đặt con này, nó đang chỉnh này. Mà nghe nhiều cái ca này. Đó bây giờ cái khác này. Đó bây giờ cái khác này. 30. Tức là bốn lần thứ hai, không lấy lần thứ nhất. 30, 74, 61. Ngoài là cái số nhọn là số nhịp tim của thứ ba. Anh dư đường mà anh đâu sợ.
sợ đâu, thấy đừng tưởng chút được. Thế nếu anh đi nữa là ra tới mười mấy nào. Như vậy anh này bệnh là mai mốt là đường dư quá lại với bệnh. Tức là khi nào anh cứ nhà bụng mỡ mà anh cứ ở 6 ạ. Dạ đi 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 xuống cầu thang có chân lại nó thành 8 mình biết người. Thế con người đang là 6 hả? Nó này tới 22 thì to quá. Thì không sợ. Nhưng bây giờ anh thấy bụng thì xuống hết cả hai nè. Đó. Thế khi ấm như này tự nhiên bây giờ bụng nó nhẹ thế này, ngoài lên bấm rồi bây giờ nó đau, nó tức, ăn nó tức bụng. Vậy xong rồi, anh giữ lại cái đó để nó cao lên. Để ngày mai á, để theo dõi nhé. Số nào số này? Mà cô là từ dưới 102 cho đến 6. Rồi, vậy thì được. Chị uống cốc rồi, rồi dâng hoa cũng còn. Đưa cái cốc rồi uống rồi cùng nhau đấy. Cái này là cô tuổi bao nhiêu? 45, 47. 45 là 102, 103. Thế 102 này là đúng. Nhưng mà đến 103 thì như vậy là cô thiếu. Rồi sau khi ăn nó phải lên 103. Vì vậy thì cô mới là bệnh. Như vậy là cô là thiếu máu thì 5 năm sau cô bị ung thư. Tại vì 5 năm sau nó lên tới 104 mà cô vẫn bảo cô vẫn có 105 là ung thư rồi. Tức là thế như là 5 năm sau mà cái cây cô vẫn không tiến nước. Tại vì nó vẫn 105 ngoài. Đây là cô thiếu đường. Vì thế cô uống cốc để tăng lên đường và cô nhảy cái kia nó sẽ lên rồi. Uống cốc rồi tập theo hai cô này. Uống cốc qua là để không có tính cũ. Tính bây giờ. Xong rồi, còn đường á là từ 8 trở lên thì 79 được rồi, thấy không? Rồi, cái số dưới là có quyền từ 70 đến 90 thì cô là trên 70, mà dưới 90 là cũng nằm trong tiêu chuẩn rồi. Và cái nhịp tim từ 70 đến 80 thì là tiêu chuẩn rồi. Thì bình thường là khỏe theo đó. Thì hôm nay ăn không thấy khỏe, nhưng mà mai ăn nó khác thì nó làm cái gì đó. Đấy nhớ chưa, cái tiêu chuẩn 103 đấy, chắc là lừ, là số đầu. Số thứ hai là 70 á, số 8 là 90. Là bây giờ 78 là hơn rồi. Một chút thì chưa tới này, số thứ ba là 70, 80 thì 72 này, 71 này. À, 70 rồi. Đúng rồi, đường á, là đủ rồi, đường á. Từ 6 đến 8 thì của đồ lên từ 8 đến 12 cũng được rồi, nó nằm một khoảng. Ờ, tức là chỉ biết ngay hiện tại, tức là hiện tại giờ khỏe. Bé có phải sốt ngồi thế khỏe không? Nhẹ không? Bụng không có tức nữa không? Thôi ăn tí thì này. Không bởi gì mình gan nhưng mà ăn tập xong rồi. Gan hả? Tức là áp huyết cao, gan áp huyết cao. Bây giờ nó thấp rồi, nó đủ rồi. Thấy phải tập. Bó chân đi của ta. Mua cái này bó chân đi của ta. Đi 15 cho tới 30 lần. Thì tự nhiên nó xuống. Đi nhiều lần bao nhiêu xuống mà. Nãy thầy nói đi 15 rồi, đúng 15 rồi. Đến 15 này vừa đúng rồi. Nếu mà đi tiếp nữa thì nó nhỏ nữa thì nó yếu.
nghiêng bên đó thì lấy bên này phải chữa đâu. Hấp nhiều quá. Bấm hai lần. Bấm lần thứ nhất bỏ, bấm lần thứ hai. Bỏ lần thứ hai mới ghi nha. Không biết là mình có ăn đồ ăn thì mình mệt.